Con này là con 3 ký, vỏ nhôm nha anh em, giá 2 triệu 3 anh em ơi. Thì nó đang là, anh em nhìn này, nó là 8,4, 8,5 ampe nha anh em. 8,5 ampe anh em ha. Đó, đang chạy chiều phải cái động cơ nha anh em. Đó, thì bằng thái tắc này. Đấy, rút điện lên này. Và cái con vỏ gan này, thì bằng thái gan điện ha. Và bằng thái sẽ test nha anh em nhé. Động cơ quay lại cái chân điện ha. Rồi, bật nha anh em. Đấy, thì nó cũng đang chạy theo chiều phải của động cơ. Thì cũng 3 ký, nhưng mà cái con vỏ vỏ gan thì nó là 7,4 ampe nha anh em. Anh em nhìn này. Đó, 7,4 ampe, 7,4 ampe nha anh em. Anh em ha. Anh em đến Quang Thái Gia Lai nha anh em. Thì hôm nay Quang Thái sẽ review báo giá và cân nặng thử cho hai con motor 3 ký của Tuần Phát nha anh em. Một con là vỏ gan nè. Con này vỏ gan nè anh em, 3 ký nè. Là 4 HP anh em. Đó, tí nữa Quang Thái sẽ báo giá luôn nhé. Và con này là 3 ký vỏ nhôm nè. Cũng 4 HP ha. Quang Thái sẽ cân ha. Thì con này nó sẽ ghi thông số này anh em là 19,8 kg này anh em ha. 19,8 kg hả, là trọng lượng bản thân anh em. Thì Quang Thái nhé lên ha. Con này thì Quang Thái cởi cái Kiên Giang cho anh Minh nè. Đó, thì đây là nó 20,8 kg. Đó, thì nó kẻ vô ly ha. Nếu mà lấy vô ly ra với lấy dây điện ra thì nó đúng đúng thêm số ký nha anh em, là 19,8 kg nha anh em. Đây là con vỏ nhôm, còn đây vỏ ghe anh em. Thông số nó là 31 kg nè anh em. Thông số ba này nó là 31 kg nè. Đó, 3 kW, 31 kg thì nó đây nha anh em. Đấy, nó 31 kg nha anh em. Đấy, thì con vỏ ghe thì nặng hơn anh em ạ. Thế là Quang Thái thì tiết điện bao nhé luôn anh em ạ. Thì đây có hai anh khách đã chốt bên Quang Thái này. Một anh thì ở Kiên Giang và một anh thì ở Tiền Giang. Anh em ha, con này con vỏ gan này thì đi Tiền Giang này anh em. Quang Thái thì test cho anh em mình xem. Bao nhé luôn. Anh em ạ. Cái con vỏ nhôm á thì giá là 2 triệu 3 bao vận chuyển anh em, 3 ký này, 4 HP này. Vỏ nhôm lỗi đồng 100%, bảo hành 6 tháng lỗi đổi mới nha anh em. Thì giá là 2 triệu 3. Đấy. Đi Kiên Giang và cái con này đi Tiền Giang thì nó là 2,850 triệu bao vận chuyển nha anh em, 3 ký. Kiểu giết nha anh em, kiểu giết là cái hộp tụ nó nằm bên hông nè anh em. Đấy, và vỏ nó rất là dày ha, là giá là 2,850 triệu, nó cũng là 3 ký, 4 HP. Đấy, anh em mình gặp điện nha anh em mình xem cho vui ha. Đấy, Quang Thái sẽ gặp điện này. Đấy, thì có nhiều anh em nhờ Quang Thái test coi thử âm bê đó anh em. Đấy, thì Quang Thái có kiện bê này bật này. Là con này là con 3 ký vỏ nhôm nha anh em, giá 2 triệu 3 anh em ha. Thì nó đang là, anh em nhìn này, nó là 8,4, 8,5 ampe nha anh em. 8,5 ampe anh em ha. Đó, đang chạy chiều phải cái động cơ nha anh em. Đó, thì Quang Thái tắt này. Đấy, rút điện lên này. Và cái con vỏ gan này, thì Quang Thái sẽ gân điện ha. Và Quang Thái sẽ test nha anh em nhé. Động cơ quay lại cái chân điện ha. Rồi, bật nha anh em. Đấy, thì nó cũng đang chạy theo chiều phải của động cơ. Thì cũng 3 ký, nhưng mà cái con vỏ gan thì nó là 7,4 ampe nha anh em. Anh em nhìn này. Đó, 7,4 ampe, 7,4 ampe nha anh em. Anh em ha. Đó, chạy cũng khá là êm anh em ha. Và cái con này là 3 ký nè. Kiểu dáng giết. Đó, vỏ gan thì nó đang là giá là 2,850 triệu bao vận chuyển nha anh em. Đấy. À, thì cái con này con vỏ nhôm thì giá là 2,3 triệu bao vận chuyển. Vỏ nhôm mà lỗi đồng 100%, nó đều là 4 HP hết, hai con dòng này đều là 4 HP hết, 3 ký. Và cái buly thì 50.000 tính riêng nha anh em. Còn dây điện thì Quang Thái tặng. Mà cái đợt này bên nhà máy anh em có tặng áo cho anh em ha. Vỏ nhôm hay vỏ gan đều có tặng một cái áo Tuần Phát này. Và đặc biệt nó tùy theo lô nha anh em, tùy theo đợt, cái đợt nào mà nó có ghi nè. Mua 1 tặng 1 này. Trên cái thùng đó là nó có cái mác này là có áo nha anh em. Còn nhiều thùng cái đợt có nhiều túng mấy đợt mà nó không có tặng á, chương trình nhà máy không có tặng á thì nó không có cái áo nha anh em thông cảm nhé. Đây, áo thun vừa mặc đỡ mình lao động cho vui ha. Áo Tuần Phát này, áo Tuần Phát anh em ha. Cũng khá là dày, mặc vô cũng khá là đẹp ha. Cái đợt này thì hai con này thì có áo ha. Đặc biệt anh em để ý là cái thùng mà có ghi mua 1 tặng 1 thì nó có áo ha. Đây này. Đó, cái thùng 1 tặng 1 là có áo nha anh em.
Còn cái đợt mà nó không có cái mét mua một mùa trên thì nó không có áo anh em ơi. Bây giờ có thấy cắm một lúc hai con chị cho vui nha anh em. Hai con này. Hai cái mắt anh em ơi. Đấy. Motor đồng phát chị là khá là êm nha anh em. Thì nó tuy là mình chưa có định vị cái chân máy lại, nhưng mà nó chạy nó khá là êm, nó không có giật anh em ơi. Nó không có có nghĩa là chạy khá là ổn định ha. Anh em ơi. Hai con đều là 3 kg của Tổng Phát hết. Một con thì vỏ nhôm á, vỏ nhôm này thì 2.3 triệu ba vận chuyển, còn con vỏ gan á thì vỏ nó dày hơn thì giá là 2.8 triệu ba vận chuyển nha anh em. 2.8 triệu ba vận chuyển anh em ha. Và trọng lượng bản thân thì Quang Thái có ghi rồi ha, đó, đọc là cho anh em mình là có cân rồi, có cân thử rồi. Và đảm bảo là dây đồng 100%, motor Tổng Phát là hàng Việt Nam chất lượng cao, dây đồng 100%, bảo hành 6 tháng loại đổi mới anh em, chạy khá là ổn định anh em ha. Dòng 3 kg của Tổng Phát là cũng là 4 HP nha anh em, chạy là khá là ổn. Trong cái tầm giá này là dùng quá là ok luôn anh em. Dây đồng 100% này, motor Tổng Phát, hàng Việt Nam chất lượng cao, bảo hành 6 tháng loại đổi mới. Đấy, thì clip hôm nay cũng thấy cũng mục đích là giới thiệu giá với anh em, thứ hai là cân nặng cho anh em xem thử nó có đúng như vậy không, thứ ba là test nổ, test chạy trước khi đỡ giao đến khách hàng. Đó, thì cảm ơn anh đã ủng hộ cửa hàng. Chào thằng gái anh em nhé. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trên những clip lần nhé. Bye bye.